Từ San Jose, Vũ Nhân, kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, buổi hội luận vô hiệu hóa quyết định 1334 của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam được tổ chức lúc 1 giờ thứ Bảy ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại thành phố San Jose, do các nhà hoạt động chính trị và cộng đồng Việt Mỹ Bắc California cùng đứng ra phối hợp tổ chức. Thành phần diễn giả gồm có giáo sư Nguyễn Văn Canh, nguyên giáo sư phụ tá khoa trưởng Trường Đại học Luật khoa Sài Gòn, ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Trung ương Việt Nam Quốc dân đảng, ông Thái Văn Hòa, Tổng hội trưởng Tổng hội Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng hòa, rất đông đại diện các tổ chức, cộng đồng, hội đoàn tại thành phố San Jose và các nơi về tham dự. Sau phần trình bày của ba diễn giả, rất nhiều câu hỏi và ý kiến đóng góp. Sau nhiều tiếng đồng hồ, có thể nói trong nhiều năm vừa qua, đây là buổi hội luận rất thành công với sự tham dự và ủng hộ của tất cả các nhân sĩ yêu nước, các tổ chức người Việt quốc gia tại Bắc California. Thưa quý vị, ba diễn giả trình bày rất cụ thể và rõ ràng trong nhiều giờ về nội dung trong quyết định 1334 và đề ra các biện pháp và việc làm để phối hợp với các tổ chức, cộng đồng, hội đoàn và các cơ quan an ninh và chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là các con cháu của những người Mỹ gốc Việt hiện đang làm việc trong các cơ quan này và trong chính quyền của Hoa Kỳ hiện nay, để kịp thời phát hiện và khống chế vô hiệu hóa quyết định 1334 của chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ. Rất đông đại diện các tổ chức, cộng đồng, hội đoàn tại thành phố San Jose và các nơi về tham dự. Cộng sản Việt Nam dốc toàn lực lượng muốn xóa hậu phương đấu tranh chống cộng của người Việt hải ngoại. Và 49 năm qua chúng ta những cái gai trong mắt chúng phải nhổ đi. Nhưng xóa đi để làm gì? Nhưng xóa đi để cho Cộng sản Việt Nam toàn quyền điều khiển cộng đồng người Việt hải ngoại. Cộng sản Việt Nam đã và sẵn sàng sẽ tung chi ra rất nhiều tiền bạc để mua chuộc những kẻ ham tiền, thành phần không có lập trường quốc gia với những hứa hẹn dụ dỗ, kể cả việc sử dụng mỹ nhân kế. Tình báo Việt Cộng cũng chắc chắn sẽ nhắm đến một số đối tượng hoạt động ở hải ngoại nhưng thường xuyên đi về Việt Nam. Làm sao đập tan mọi âm mưu của nhà cầm quyền cộng sản muốn xâm nhập, muốn tấn công, muốn lũng đoạn, muốn chia rẽ cộng đồng người Việt quốc gia tại hải ngoại. Đó là những lời của chương trình hội luận chính trị ngày hôm nay chống lại cái quyết định 1334. Xin cảm ơn quý vị. Luôn luôn đề cao cảnh giác, quan tâm, chú ý những cơ sở tay sai của Việt Cộng sẽ một vài tổ chức được hình thành đột ngột tại địa phương. Vì trong tình hình này, Cộng sản Việt Nam sẽ tìm mọi cách gian dựng những tổ chức hoạt động văn hóa xã hội từ thiện, trá hình, nhưng thực chất là những cánh tay nối dài của Việt Cộng tại hải ngoại nhằm thu góp tiền bạc cho Cộng sản Việt Nam. Cũng như mọi tổ chức người Việt quốc gia hải ngoại, cần phải biểu thị sức mạnh, tinh thần đoàn kết quốc gia trong từng hoạt động tại mỗi địa phương, cùng giữ lửa đấu tranh, tiếp tục và bền bỉ dương cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia. Bản lên tiếng này cần được gửi đến Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Media Hoa Kỳ, cùng chính quyền và dân cử tại mỗi địa phương. Tôi xin phép được thay mặt thành viên Ban điều hành Ủy ban phối hợp chống quyết định 1334 thì chúng tôi ở trong Liên minh vì dân chủ cho Việt Nam, tức là Alliance for Vietnam Democracy. Và sau khi cái bản lên tiếng được phổ biến một cách rộng rãi ở khắp nơi trên thế giới thì đã có rất nhiều đoàn thể, và cho đến nay đã gần 80 đoàn thể ở Hoa Kỳ, ở Âu Châu, ở Úc Châu, ở Canada đã ký vào cái bản lên tiếng này. Là sau gần 50 năm thống trị đất nước dưới chế độ độc tài toàn trị, Cộng sản Việt Nam đã và đang tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng, tước đoạt quyền tự do của người dân, khai thác cạn kiệt tài nguyên và nhân lực quốc gia, kinh tế suy sụp,
xã hội băng hoại, tuổi trẻ sa đọa, bất công đầy dẫy, tham nhũng, phối mại quyền thế khắp nơi, bóc lột, vơ vét tài sản của nhân dân rồi tẩu tán ra nước ngoài hưởng thụ, tiếp tục phục tùng Trung Cộng, đu dây với Hoa Kỳ bằng tiếp tục quyền thống trị. Qua những nhận định trên, các tổ chức chúng tôi lên tiếng. Thứ nhất, tố cáo âm mưu thâm độc của Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập các hội đoàn để xâm nhập, phá hoại và lũng đoạn các cộng đồng, các hội đoàn, các cơ sở thương mại, trường học của người Việt quốc gia tại hải ngoại qua đề án nêu trên. Buổi hội thảo này đó, theo lời trình bày của các diễn giả thật là có giá trị trong tình hình chính trị hiện nay tại địa phương cũng như ở khắp nơi. Người tham dự hôm nay ở đây có đều đồng ý là cần phải thành lập một ủy ban để chống đối quyết định 1334 không? Xin quý vị nhớ tay. Cảm ơn quý vị. Ủy ban do anh Triệu Đồng Hà thành lập cũng như sẽ cố gắng để vận động có tôi cũng như các bạn bè của nó tuyên. Sau phần thảo luận cũng như là những cái vấn đề ý kiến của tất cả quý vị đã tham dự cũng như là những cái đóng góp hết sức là tích cực cho buổi hội luận ngày hôm nay, cuối cùng đi đến một cái quyết định là tại nơi đây chúng ta đã hình thành một ủy ban phối hợp và miền Bắc California chống quyết định 1334 với sự hỗ trợ cũng như sự tán đồng của tất cả quý vị tham dự viên. Tôi tên là Triệu Quang Hà, Chủ tịch Ủy ban chấp hành Cộng đồng Việt Mỹ Bắc California. Cuộc hội thảo rất thành công, tất cả đều góp ý để chúng ta tạo một cái ủy ban mới thành lập với tên là Ủy ban phối hợp Bắc California chống quyết định 1334. Đồng thời chúng tôi cũng kêu gọi giới trẻ để tham gia vào cái ủy ban này và chúng ta cùng nhau tiến bước để chống lại quyết định 1334. Xin chào quý vị. Này quý đồng hương cũng hiểu đó. Người cầm quyền cộng sản sẽ lôi kéo rất nhiều hội đoàn. Khi tổ chức những cái hội văn nghệ liên hoan sẽ không có chào cờ, không hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Đó là cái ý đồ sâu độc nhất người cộng sản sẽ thực hiện trong tương lai gần. Thưa ông, nếu mà như vậy thì mình làm thế nào để mình phân biệt được là thân cộng cái hội nào là không thân cộng? Thì cái lá cờ vàng khi chúng ta chào cờ chính là cái căn cước tị nạn của người tị nạn cộng sản. Và chúng ta phải bảo vệ lá cờ vàng đó. Chúng ta phải chào cờ để luôn luôn nghĩ đến những người đã chết cho cái nền tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩ đến những người đã chết tại Biển Đông, đã chết tại rừng sâu núi thẳm, đã chết trong các tại lao tù khổ sai Cộng sản. Để nhớ được rằng người Cộng sản nó không bao giờ coi chúng ta là người nhà của bọn chúng. Và họ tìm cách moi móc, họ tìm cách lôi kéo để mà bòn rút tiền của người Việt hải ngoại chúng ta. Cho tới giờ phút này, người Cộng sản không thay đổi cái lập trường như vậy. Dạ thưa, tôi là Cao Hồng, hiện giờ là giám đốc của Viện Museum. Thì tôi tham dự cái buổi hội luận ngày hôm nay đó, tôi thấy cũng rất là hữu ích. Chúng ta thấy rằng là cái vấn đề quan trọng nhất là làm thế nào để chúng ta không phải để chúng ta chỉ trình bày, phân tích sự kiện, nhưng mà chúng ta làm sao để cho có một cái thế hệ trẻ họ cũng hiểu được những cái điều đó, mà họ gia nhập vào những cái hoạt động của những chúng ta. Đó là cái cách thức mà chúng tôi nghĩ đó là hiệu quả nhất. Phan Thanh Châu đến từ Nam California. Ông nhận xét như thế nào về cái buổi hội luận này? Và cái buổi hội luận hôm nay, cái mục đích chủ yếu vẫn là muốn đề cao cảnh giác và thức tỉnh cái ý thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ ở trong và ngoài nước qua quyết định 1334 này trong cái buổi hội luận hôm nay. Thưa anh, cái kinh nghiệm thì chúng ta đã biết sau năm 1975, mặt trận giải phóng miền Nam, chính Hà Nội dựng lên rồi chính Hà Nội nó bóp chết sau khi nó chiếm lĩnh được toàn miền Nam. Và những cái gì ở trong những cái ngày vừa qua, Cộng sản Việt Nam đã đối phó với chính trong nội bộ của nó. Lê Đình Kình là một đảng viên lâu năm, 60 năm tuổi đảng, nhưng mà cuối cùng rồi thì nó cũng giết một cách nghĩa là coi như mang rợ đối với người đảng viên của nó. Rồi thanh trừng nội bộ giống như Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang, Võ Văn Thưởng, và sắp tới có thể là đến Vương Đình Huệ. Nội bộ của nó mà nó thanh trừng thì đừng có nói là ở ngoài này về phục vụ cho nó rồi nó sẽ ưu ái. Tất cả chỉ là cái lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ để phục vụ, chứ không bao giờ nó tin tưởng vào cái tuổi trẻ Việt Nam ở tại hải ngoại. Thì đó là khi mà họ đã lợi dụng hết cái chất xám này, giống như cái trái chanh mà họ vắt hết cái nước rồi thì họ bỏ cái vỏ, thì các em rồi cũng sẽ bị Cộng sản sử dụng giống như trái chanh vậy thôi, không có gì khác hết. Đó là cái điều mà các em cần phải lắng nghe phụ huynh và
theo dõi những tin tức để thấy được cái gương của những người đi trước mà hiểu được cộng sản như thế nào. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố San Jose miền Bắc của tiểu bang California.